Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mâu thuẫn, thi đấu, chiến trường. Các bạn đừng quên đón xem game thủ học đường trên kênh Hero Team được phát sóng hàng tuần. Và mình có một thông báo cực kỳ nhỏ nhỏ, đó chính là sắp tới Hero Team có ra một bộ phim siêu hay luôn, đó chính là Game Thủ Học Đường được phát sóng mỗi tuần tại kênh Hero Team. Các bạn đừng quên ủng hộ tụi mình nha. Vô đây vậy, ui vô đây, vô đây thích thích tôi hả? À rồi, mấy người được lập được à? À đánh là đánh tôi à, đánh tôi à, rồi tôi ra quá lộn luôn. Phong cận một nhà, phong cận tôi cũng chấp luôn á. Ờ đây. Trời ơi, tức quá, tức ơi là tức luôn á trời. Tại sao chứ hả? Cái nhà tù 100 phong cận của mình hay đến như vậy mà sao mới có thể vượt qua được là sao? Tức quá, bắn bởi tivi luôn. Đây. Khoan, không được. Giờ mình bắn bởi tivi rồi, tivi đâu coi. Lần trước bắn bởi rồi, hết tiền, hết sạch tiền mua tivi luôn. Giờ mà bắn bởi nữa là không còn tivi coi luôn á. Không được, không được. Tức quá mà. Thôi được, Sammy à, bà dám vượt qua cái nhà tù của tôi rồi còn đăng video lên trên kênh YouTube để cho bạn fan xem, bạn fan cười tôi. Tôi kỳ này tôi đã suy nghĩ được gì vậy ta? Phải suy nghĩ mới được. À có cách rồi. Tôi đã có cách khác để có thể cho lại bà tiếp rồi. Hãy chờ đó Sammy à. Đi thôi. À chết, quên. Phải đem theo cái tivi để còn coi Doraemon ăn cơm nữa chứ. Trời ơi, hợp lý. Đi thôi. Trời đất ơi, tin chấn động với bạn fan ơi. Bạn nào biết chưa, có bạn nào biết chưa, bạn nào chưa biết comment phía dưới, bạn nào biết rồi cũng comment phía dưới nha. Vào ngày 11 tháng 6 2022 đó, vào lúc 7 giờ đêm đó, tại kênh Hero Team, tập cuối cùng của Game Thuộc Đường sẽ xuất hiện. Các bạn đừng quên xem cho mọi người đó, vừa nóng hổi vừa thổi vừa thơm đó. Bạn nào không xem là tiếc lắm nha, tập cuối hơi bị gay cứng luôn nha, nhớ nha. À và có một tin cực kỳ vui nhiều mong dành cho mình luôn mọi người, là cái tập video gì ta chống sai là nét mọi người. Trời ơi, lên top 3 hình ảnh, trời ơi tích quá mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sam nha. Nên các bạn đừng quên ủng hộ Sam cho những video lần sau để Sam có gọi là hứng thú để làm video nha mọi người đó. Hôm nay thưởng nhẹ bằng một bữa bít nít nhỏ đó chứ đó. Đây gọi là gì ta? Thịt bò cua bê đó, rất là nhiều tiền luôn. Nghe chưa, tôi ăn mình tôi không thèm cho Phong Cận ngang, nó Phong Cận khó chịu lắm, ghét lắm, mọi người không cho Phong Cận ngang lê đúng không? Đó, ok. Quá tuyệt vời luôn. Trời, cái gì vậy? Mới nói ghét Phong Cận cái là ổng hiện lên dễ sợ luôn à. Ủa gì vậy? Ai vậy? Sammy mập ô mập như con heo, mập ơi là mập mà béo phì luôn, nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft ơi, ra đây đi. Trời đó con là trời, chưa có ai dám chê tôi mập mà giống kiểu như độc kinh vậy. Trời ơi, ông Phong Cận TV chứ không có ai khác. Trời ơi, vô duyên dễ sợ à, cái gì? Trời ơi, nghe là biết giọng ổng là không thể nào lẫn được cái giọng mà vô duyên thúi. Thúi ơi là thúi. Rồi gì Phong Cận gì đây? Trời đất ơi. Ủa mập. Trời. Sam đánh rơi người yêu này. Trời đất ơi. Trời ơi, em ơi, ông xây gì trước nhà tôi vậy? Nguyên Phong Cận nhỏ rồi Phong Cận khổng lồ đây chi vậy? Trời ơi, trước nhà tôi ông nội. Cái gì vậy? Bà còn hỏi tôi nữa hả? Bởi bà không nhớ rằng lần trước á, tôi cho anh bà bị thất bại sao? Ngày hôm nay tôi quay trở lại để trả thù rồi đây. Trời ơi Phong ơi, tôi nói thật luôn nha, bây giờ ông có trả thù mà gọi là gì ta, 1 năm, 2 năm hay 1.000 năm ông mượn thua tôi không thấy không? Video của tôi quá trời bạn like, quá trời bạn xem, đúng có nghĩa là tôi bà rợn ông nhiều rồi thấy chưa? Trời ơi, vừa cái nào tôi cũng vừa hết trơn á. Xôi gà trời ơi, mới thắng được có trận thôi mà đã làm gì mà gọi là hống hách như thế hả? Tôi nói cho bà biết, lần này không phải là một cái bẫy bình thường đâu. Đây chính là nhà tù Phong Cận siêu VIP Burger. Bà sẽ không bao giờ có thể thoát ra ngoài được. Bây giờ á, bà có dám vào trong nhà tù này không? Nhà tù Phong Cận siêu VIP Burger. Ủa lúc trước là nhà tù Phong Cận, 1.000 Phong Cận, nhà tù Phong Cận là sao? Tôi không hiểu hết trơn á, là sao? Thì cái nhà tù này á, là một cái nhà tù được xây ở bên trong Phong Cận. Cái vậy? Rất là nguy hiểm. Rất không á. Trời ơi, trong cơ thể người là cái chứa tim gan phèo phổi, làm sao mà là xây nhà tù đó bị không đúng không? Trời ơi, sầm sàm vậy tôi mới ơi. Bởi vậy mới nói đây là Minecraft mà, đây là nhà tù gọi là siêu VIP Burger mà. Bà có dám tham gia không? Hay là nè. Sợ trời ơi, tôi nói thật với ông luôn, tôi không phải là con nít mà tôi ngồi tôi tham gia với cái nhà tù xàm xí của ông. Tại vì tôi có tham gia thì tôi cũng sẽ vượt qua thôi. Tại vì Phong Cận là gà, còn tôi là bà rò, ông hiểu không? Mãi mãi là vậy thôi, không tham gia đâu, thèm thôi, đi về mệt quá à. Đi vô. Ok, khoan,
từ chưa gì mà đã vội vã rồi, đi vô trong nhà làm gì vậy? Chứ đây, sao, có gì đâu. Vậy bắn ở trên bụng tôi có gì không? Ủa, mấy nhiên... cửa thấy không? Thấy rồi, ủa gì vậy? Đây, nhìn tôi nè. Rồi. Một, hai, ba. Cái gì vậy? Ủa có gì đâu. Trời ơi, Bình ơi, mở ra. Ôi, má Cam, trời ơi. Cam ơi, sao con trên này vậy? Trời ơi, đâu trời ơi, sao mát vậy ông? Mắt Cam của thôi, tôi nhìn như đó thôi, đừng nhìn nhiều quá. Gì vậy, thả Cam tôi ra, ông này vô duyên nhở. Thả Cam tôi ra. Gì vậy trời? Cái gì, thả bé Cam ra, bà nghĩ rằng là tôi khó khăn lắm mới bắt được bé Cam. Bây giờ bà kêu tôi thả bé Cam ra hả? Trời ơi, ơi. Bà muốn cứu được bé Cam á thì bà phải vào trong cái nhà tù này để giải cứu bé Cam. Còn nếu không thì bà sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được bé Cam nữa. Trời tôi sẽ tiêu hóa ơi. Bé Cam trong bụng luôn. Trời ơi, ông này ông quá đáng dễ sợ luôn, tôi không ngờ ông. Thì tôi đi đây. Trời ơi, cái ông nội này bây giờ làm sao tôi vô có thể không? Hả? Ở dưới cái chân của tôi có cái cửa đó bà nội. Trời ơi, bây giờ tôi chui qua cái chân ông luôn hả? Trời ơi, tức dễ sợ luôn. Ông Phong này đúng là cao tay mọi người ơi. Lần này tôi chắc sau mà tôi mà vượt khỏi cái nhà tù trong cơ thể ông nha, tôi quánh ông bợm đâu. Trời ơi, bé Cam với tôi. Trời ơi, em ơi đừng lo, chị sẽ tới giải cứu em liền. Trời ơi, Phong cần tay dây. Ông nhớ đó. Trời ơi, tức điên quá. Cam ơi, đợi chị với. Ui, trời đất ơi, tao nói. Ủa gì đây? Ủa tôi nhớ là vô trong cơ thể Phong Cẩn đâu phải vô nhà tù đâu. Ủa cơ thể gì đâu mà chét xi măng vậy? Ủa gì vậy? Phong Cẩn tê dây. Trời ơi, ông nhớ. Ông hứa là ông bỏ trong cái nhà tù mà. Mày khùng hả? Ông cười nhớ. Mày điên hả? Ủa tôi nhớ là ông bảo là đây là nhà tù cơ thể của ông mà tôi nhớ đấy có xi măng đồ. Ủa cơ thể ông chét xi măng trong hả? Trời ơi, trời, tôi ngờ ông là người vậy luôn á Phong. Trời ơi, tàu lao. Chứ đây sao? Là nhà tù bên trong cơ thể thì nhà tù là phải được làm bằng những bức tường kiên cố như thế này. Đúng rồi. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ Sammy hãy mau mau đi kiếm để cứu bé Cam đi. Nếu không thôi trong vòng 30 phút nữa bé Cam sẽ bị tiêu hóa biến thành thức ăn ở trong bụng của Phong đó. Trời ơi, cái ông nội này cái gì cũng mang đi hết trơn á. Trời ơi, tao đã cười đúng không mệt luôn rồi. Thôi thôi, bây giờ ông đi giùm tôi cái này, tôi đi đi. Trời trời trời, bay lên luôn hả? Trời ơi, trời đất ơi, ông bị khùng hay sao mọi người ơi. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi là thoát khỏi cái nhà tù trong cơ thể của ông trong gọi là 1 phút 30 giây luôn cho ông xem coi. Trời ơi, cái đồ đáng ghét. Ôi trời, thôi nó đùa chứ nghĩ sao có nhà tù nào mà vừa coi 1 phút 30 giây đâu, ít chứ phải 10 phút đúng không mấy bạn? Thôi để tôi xem coi. Căn phòng này có cần cái chìa khóa mọi người ơi, mình đang bị nhốt trong căn phòng mà tức ghê luôn á. Đó, tôi bây giờ tôi lục lại nghèo hồi đó tôi tìm cần gạt hơi bro mọi người, tôi xem coi. Dưới này có không? Thường thường trong mấy cái chỗ này có dưới này nè mọi người, chắc chắn luôn. Ủa không có hả? Cái gì kỳ ta? Sao không có được? Cái gì kỳ chơi? Ủa trời. À, trời ơi, thấy chưa? Tôi nói lộn Phong gà mà không chịu nghe. Để cái rương dưới này, cái nghề, cái phương pháp này là nó cũ rích, cũ mềm đúng không? Tôi mở cho mà xem chơi này là không có cho mọi người. Nhưng mà dưới này có nè, đó, đây đây. Thấy chưa? Hơi bị bờ rồ bếp luôn. Bạn nào thấy sao bờ rồ, nhấn like nhẹ. Cái nhà xem video mà không nhấn like, tôi buồn, tôi không ra video đó. Nhớ nha, xem là video phải nhấn like, nhấn share nhẹ, ok. Rồi, đây, đơn giản vòng một. Trời ơi, dễ dàng, biết sao vậy? Rồi, đây quay, cái màn tiếp theo là gì đây? Đóng cửa lại coi. Rồi, ui trời, trời đất ơi. Ê, tỉnh ra là trong cơ thể ổng thiệt mọi người ơi. Cái tay của ổng nè, oh my god, yêu. Trời ơi, đây là cái màn bắt qua bàn tay của Phong Cận TV. Trời ơi, đây là cơ thể ổng thật hả? Trời ơi, tưởng đùa nó thật chứ, đây là thật hả? Trời ơi, trời, quá đẹp coi. Trời ơi, cái tay của ổng nè, ui, ghê quá. Giống kiểu ổng đang gọi là nắm mình luôn mọi người. Mình đang rất là tí ho mọi người. Trời ơi, ghê, dễ sợ luôn. Bây giờ rớt xuống cả nhà làm cái mập nướng nha, Sam ơi. Bây giờ bình tĩnh, không được thua. Thua là rất là nhục, không được nhục. Sammy là bờ rầu, Phong Cận là núp, đúng không? Đó, không được thua. Rồi, từ cái này bình tĩnh nha. Chuẩn bị nha. Một, hai. Wow! Trời ơi, sẽ bị luôn mọi người ơi. Trời ơi, yeah. Thắng rồi. Đó, rồi tiếp theo là gì đây? Nhảy xì lam. Trời ơi, trời, cái gì mà nhảy xì lam vậy trời? Khó vậy ông nội. Trời ơi, đúng là ông Phong Cận, nhưng mà không sao, tôi là bờ rồ mà đây. Nhảy nè. Tân. Woo! Thấy chưa? Một phát ăn ngay, thấy chưa? Tôi nó thật luôn á, mấy cái bẫy bờ rồ với gà quá à. Đây gì đây? Trời trời trời. Cái gì đây? Cái bàn tay gì đâu mà sao như con rắn vậy mọi người? Có cái bàn tay nè. Trời ơi, dễ sợ chứ mà bàn tay này mọc gai, trúng gai quá trời luôn. Ui, nhưng mà không sao, hơi bị ghê thôi nhưng mà tôi nhảy được, tôi sẽ không bị giết. Đây, rồi, đó, bình tĩnh, cái này là mình
mình phải thật sự bay. Ui, ui trời, đau dễ sợ quá, thật sự bình tĩnh mà. Chết tôi rồi, tôi có làm gì đâu. Không có ai trừ. Ơi, tao nói nó mệt gì đâu luôn à. Tôi đang giải cứu bé Hoàng Cam dễ thương của tôi, đừng có chết tôi nha. Rồi đi tỉnh. Ôi trời ơi, đau dễ sợ nha. Trời ơi, tức ghê luôn. Thôi không sao, không bị rớt xuống là may á mọi người. Chết chết nó cũng không sao đâu. Trời ơi, mệt rồi. Cố lên mọi người, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Trời ơi, tôi nói mệt dễ sợ luôn à. Mới cái vòng đầu đây gọi là cái vòng gì ta, bắt cua trên tay phong cận mọi người ơi. Đó, tôi chấm chắc là tầm 6.5 đó cũng được đó mọi người. 6.5, trời ơi, tưởng gì rồi. Đây, để coi tay phong cận xong tiếp theo là gì ta. Không biết là, để coi cái màn tiếp theo là gì đây. Trời ơi, tôi chịu luôn, để coi bộ phận tiếp theo là gì đây. Ủa gì đây. Trời ơi, đây mọi người ơi, xin giới thiệu mọi người cặp giò dài nhất Minecraft mọi người. Giò mà dài như cái đoàn tàu xe lửa gì mọi người. Có cái giò cũng không cần đâu, tôi nhìn là tôi biết giò liền. Đó, cái những cái màu này là biết liền luôn mọi người. Cái giò gì đâu mà dài, nó to hơn cái mặt tôi đó mọi người. Dễ sợ, có cái giò này là gì đây. Để qua trong cái giò này có gì đây. Ủa, trời ơi, mê cung. Ôi trời, tôi đâu, tôi thật luôn, tôi ghét cái rồi mê cung mọi người. Tại tôi hay bị lạc đường. Có bạn nào mù đường giống sao không, giơ tay nhẹ điểm nhanh nhẹ nha. Đi đâu cũng vậy, gọi là thánh lạc đường, gọi là thánh lạc lối mọi người. Điểm nhanh nhẹ số 1 liền đó, thánh lạc lối comment liền đó. Tôi là tôi bị lạc đường lạc lối mà vô đây là chết rồi. Cái gì đây, rồi xong rồi lạc tụ tỏi luôn mọi người, không như thế đường luôn. Ủa là đường nào đây, sao quá trời đường vậy. Ê, đường nào đường ra. Ủa ra chưa. Trời ơi, rồi xong lạc đường thật sự mọi người. Cứu tôi, cứu, cứu ra em, trời ơi, cứu ra mọi người ơi. Ủa từ từ, ủa. Ê, mình nhảy gian được không ta. Ui, ôi trời ơi, không có gian được. Trời ơi, tức ghê luôn à. Trời, cái đường đâu ra trời ơi. Gì đây, đừng có tôi lạc thật nha. Không chơi vậy nha. Ôi, ủa. Ủa đúng không, ủa đúng không. Ui, trời ơi, tôi ra, tôi về nơi xuất phát luôn mọi người. Đánh 10 điểm, cho sao 10 điểm, trời ơi. Hồi nãy tất gần chết à. Chạy vòng rồi ra ngoài là chi. Nó nói làm vậy chi trời. Mệt ghê luôn, nó làm gì đâu mà cái trò gì đâu mà. Tôi ra coi, tôi bình tĩnh lại coi mọi người. Cái gì mà sao nó bẫy gì mà dữ vậy ta. Trời ơi, không lẽ tôi gà vậy sao. Không thể nào mà tôi tin là tôi gà đến vậy mọi người. Trời ơi, trời ơi, thấy chiếc cửa rồi mọi người ơi, thấy chiếc cửa thần kỳ rồi. Trời ơi, để trời mưa luôn mọi người. Ủa đây cái gì đây. Trời ơi, cái này là cái này chấn động mọi người, chấn động cộng đồng mạng mọi người. Trời ơi, cái body gì đâu mà dài như con rắn vậy. Cái này là tòa nhà body đúng không. Trời ơi, tôi nhớ phong cận cũng béo chứ đâu có béo đến nỗi mà dài người luôn vậy. Đây là cái cà vạt của ông, đây là chắc chắn là cái body của ông, từ cái tay cái chân xong đến body đó. Trời ơi, đầy đủ cơ thể tứ chi luôn mọi người. Đây, cái body to dễ sợ thành tòa nhà đâu. Để coi trong tòa nhà này có gì nha mọi người. Tòa nhà có body phong cận đó, body phong cận 6 múi nha. Nói mạng mà nói phong cận bụng mỡ nó phong cận ghét lắm mọi người đó. Phải nói phong cận 6 múi nữa, phong cận là gì ta, là phong cận thích liền đó. Nhớ nha. Ok, để theo như tôi thấy là trên này có cái cầu thang này mọi người. Lên đây đúng không. Không biết trên này có gì ta mà bên này có cái rương này, để xem coi. Rồi xong, cầm kiếm chỉ có là lên chọc yêu quái thôi, lên đánh yêu quái thôi chứ không có vụ cầm kiếm lên gọt hoa quả mọi người. Đó, cầm kiếm là chỉ có lên quánh yêu quái thôi. Qua trên này không. Good morning. Trời ơi, cái gì vậy. Trời ơi, bình tĩnh mấy bạn, ai cũng có phần hết, ai cũng có phần, đừng có ham mê. Tôi biết là tôi xin gái nhưng đừng này chứ đúng không. Trời ơi, tôi xin gái sao quánh tôi. Trời ơi, mấy cái người này vô vậy. Đây cho có phần hết, có phần hết. Trời ơi, mấy cái người này quánh đâu dễ sợ luôn nha. Trời ơi, zombie nha, zombie mỹ tứ giùm cái nha. Trời ơi, quánh à, quánh tôi vậy, quánh tôi hả. Trời ơi, mấy con zombie này nó bệnh rồi. Ôi, nó quánh mạnh vậy, từ từ. Bình tĩnh đó, tôi quánh, tôi chạy, vừa quánh vừa chạy mọi người. Đó, vừa quánh đó, quánh à, chạy tiếp thấy chưa. Đó, đây là kỹ thuật vừa quánh vừa chạy mọi người ơi. Đó, vừa quánh vừa chạy làng đó. Hay nè, vô nè, vô mảnh chưa. Trời ơi, cái gì mà quánh quá trời mấy con zombie này. Đó, đây sắp xong rồi, còn ba em lên chầu luôn rồi. Hai em rồi, một em. Đây tôi đặc biệt xử lý em này đó. Thấy chưa em, cuối cùng thấy chưa, Sam có bờ rồ luôn mọi người đó. Chửi bờ rồ dữ sợ rồi. Để gì đây. Ủa, hai con đường. Ô, bây giờ chơi lựa chọn à. Rồi, cánh cửa bên này là cánh cửa và là gì ta, bằng sắt, còn cánh cửa bên này được làm bằng kim cương. Bây giờ bắt tôi lựa chọn sao. Hay thường thường nha, tôi cực kỳ thích kim cương thì nếu mà bình thường thì tôi sẽ chọn kim cương, nhưng mà đây là nhà tôi có phong cần tí gì
không thể nào không cần cho tôi qua kim cương được. Ừ, tôi nghi ngờ cái chỗ này có thể lên được nhưng chỗ này không lên được nè. Đó, các bạn đoán xem ở giây phút này cửa nào sẽ là cửa lên được, cửa sắt hay cửa kim cương nha. Để xem coi. Theo như tôi được nghĩ thì tôi nghĩ là cái cửa này đi. Tại vì thường thường những người tham lam sẽ là những người ác độc, còn những người lương thiện sẽ là những người không tham lam. Đó nên tôi chọn cửa không tham lam. Để coi coi bị dâu. Ui trời. Trời ơi không cháy mọi người nha. Không cháy. Bây giờ tôi quá xịn sò một người giờ lên nè. Trời ơi nhức đầu dễ sợ chưa. Cái nước này nước lava phết mọi người, nhưng mà nó cũng nhức đầu á. Bạn nào không thích màu đỏ nên skip đoạn này nha. Tôi chịu không nổi mọi người ơi. Màu đỏ quá. Cứu. Cứu mạng. Cứu mạng chưa. Cứu. Ôi lên được rồi. Ui trời ơi mừng dễ sợ. Ui trời mưa gì vậy. Trời ơi cái gì mà trời mưa trong lúc tôi đang gọi là vượt map vậy. Trời ơi tắt mưa cho 5.000 tắt mưa mọi người ơi. Trời ơi cảm ơn. Cảm ơn ông trời đã cho tôi 5.000 tắt mưa. Thấy giờ tắt mưa cái tắt mưa liền mọi người. Ok rồi gì đây. À bắt cua hả. Dễ đơn giản. Bắt cua thì đơn giản. Tôi lúc nào vậy bắt cua đúng không nào. Đây thấy giờ bà rồ dân bà rồ bắt cua này không té một lần hết nè. Cái này giả vờ thôi. Giả vờ té thôi chứ nghĩ sao rớt vậy. Trời ơi thấy giờ Sam giả vờ té thôi. Này giả vờ té. Giả vờ té thôi. Đó té thôi chứ tôi bà rồ nghĩ sao mà tôi té được mấy cái gọi là mấy cái bắt cua gà gà đúng không. Giả vờ té thôi. Đó qua liền thấy không. Thấy chưa thấy chưa. Nãy giả vờ bây giờ mới bắt cua thiệt nha. Rồi ok sắp tới rồi sắp tới rồi. Hay đó. Trời ơi tôi là tôi bà rồ đó chứ không phải là gà đó nha. Các bạn nào thấy đoạn đó tôi té là tôi giả vờ đó. Thì chỉ là giả vờ thôi. Nhớ nha nhớ nha. Ok rồi gì đây. Ủa sao nhảy xuống được. Dưới này có nguyên một đống gọi là sờ lam. Nhảy xuống một cái là tưng lên trên trời luôn mọi người. Trời hết lắm mọi người ơi. Như nhà nhún vậy luôn. Bây giờ thử nha. Thử nhảy xuống thôi nha. Quá tròn. Bèn. Rồi tưng tưng cho thích. Dễ sợ luôn. Đó cho hết tưng luôn. Chừng này hết tưng. Quay. Rồi hết chưa. Hết chưa. Chưa. Hết dễ sợ luôn rồi. Này đã quay. Cái màn cuối cùng là gì đây. Hóa ra cuối cùng đó chính là cái não của Phong Cẩn. Cái đầu của Phong Cẩn. Mọi người cái khuôn mặt nhìn đáng ghét. Cho nhìn nó muốn ghét luôn ha mọi người. Trời ơi tức dễ sợ luôn à. Nhưng mà không sao. Bây giờ tôi sẽ vô. Tôi chém Phong Cẩn ra làm trăm mảnh. Nếu ổng làm bé cam tôi khóc. Trời ơi Phong Cẩn tí gì. Để tôi xem quay cái cửa vô đâu. Quay cửa vô. Cái cửa vô quán Phong Cẩn tí gì đâu. Đâu đâu đâu. Ủa bên này không có nè. Chắc bên này mọi người ơi. Đây là khoảng khắc quyết định tôi vô tôi giải cứu bé cam. Trời ơi quánh bơm đầu Phong Cẩn này xem Phong Cẩn làm cho gì. Đây xem quay. Rồi cửa mở. Phong Cẩn tí gì. Phong Cẩn. Trời ơi tức dễ sợ quay clip này. Ủa bé cam đâu rồi. Cam ơi cam rồi. Cam ơi trời ơi gì nhớ em quá hả. Phong Cẩn mất bé cam ra đây mọi người ơi. Trời ơi ác dễ sợ chưa. Cái gì mà coi. Hả. Bà giỏi lắm. Không ngờ bà cũng có thể vượt qua được cái bẫy cuối cùng của tôi ha. Trời ơi ông nghĩ sao mấy cái bẫy của ông là bẫy cho con nít tôi nói. Rồi bây giờ ông có xây bao nhiêu tôi cũng chống hết. Bây giờ điều đặc biệt là bây giờ ông lo tải mấy cam với tôi. Ông mấy cái mấy cam của tôi. Nói hay lắm, nói hay lắm. Nhưng mà bà nghĩ rằng là bà muốn cứu được bé cam. Bà chỉ cần vượt qua một hai cái bẫy đơn giản như vậy là xong sao. Không có chuyện ơi. Đó đâu. Ông này tôi hồi ai vậy. Trời ơi trời ơi tôi nói. Cái gì ông làm. Trời ơi cái gì đây. Ông quăng thuốc rồi. Thuốc gì đây. Lụm lại. Trời ơi xé tôi xăm mày lụm được của mình rồi. Ủa cái thuốc gì vậy. Hả à, đây chính là bình thuốc cho tôi mới vừa chế tạo được. Bình thuốc này giúp cho tôi tăng cường cơ bắp, sức khỏe, sức mạnh, siêu vip bà gồ trong vòng 10 phút. Ha, à, bà sẽ không thể nào có thể chiến thắng được tôi vậy đâu. Vậy sao vậy? Mấy cái thuốc giả giả uống đồ bị đặt dọa dọa tôi lúc trước đúng không? Bây giờ ông có cơ bắp lực lưỡng thế nào tôi cũng quánh cho ông xem hà. Trời ơi tưởng cái gì. Ui. Vậy á? Vậy hả? Vậy thì hãy xem đây. Ngầm nhộn 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 nhộn. Ui. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi uống lộn thuốc độc hay gì mà nằm chờ giật cà giật dưng cá cái sặc ngoài trên này vậy trời ơi. Mắc cười dễ sợ cho mọi người ơi. Uống lộn thuốc rồi đúng không. Trời ơi ông nội này. Ui gì vậy. Oh my god. Phong Cẩn ba đầu cái gì vậy. Cái gì ghê gớm vậy ông nội. Tôi biến thành quái vật ba đầu sáu muối. Trời ơi trời. Tao muốn giành được chiến thắng sao. Không có đơn giản gì đâu. Cái gì vậy. Tiêu diệt được.
Ây, chạy ra kìa. Ui, ông nói gì vậy, ông nói gì? Trời ơi, ông quay. Ây, trời ơi, con quánh không có được. Trời ơi, ông bay em khùng khùng điên điên chứ làm được gì đâu. Trời, biết bay chứ đúng không? Trời ơi, nhìn tới kia. Ui, tôi không chỉ biết bay đâu mà tôi còn biết phun ra cả đầu lâu nữa đó. Trời ơi, hết đâu nha, hãy cái xem gì? Đây trời ơi, đi toilet thì đi toilet, vô phòng toilet đi toilet đây vậy. Ai trời ơi, ông phong đi tè nè mọi người ơi. Ủa, cái này là gì vậy? Trời ơi, acid là nước acid đó. Trời ơi, đi toilet là nước acid. Trời ơi, ông tè ra acid tí ghê quá. Ủa, sao tôi bị dính vậy? Ủa, sao tôi bị dính độc nè Phong ơi? Cái gì vậy? Ủa, bạn sẽ bị dính độc vĩnh viễn, không bao giờ thoát ra ngoài được. Trời ơi, cái ông nội này, trời ơi, ông này kia của mọi người ơi, hóa ra kinh khủng thật. Trời ơi, cái ông này không thể đâu mọi người, ông này mà nó thua cái con quái vật ba đầu xấu xí này được. Mình là một cô gái xinh đẹp, trẻ đẹp, không thể nào mà thua con này được. Rồi bây giờ tôi ăn tao vàng, tôi quánh đâu nè ông nội. Vô solo. Sao nào? Solo, vô solo. Nhà vô giúp kiếm ăn. Đây, đây, ai? Xong cặp tôi. Tôi nói cho bà biết, tôi có tận 3 cái đầu cho nên trời là ơi, solo. Tôi solo với ông. Ủa sao tôi đánh không được? Không tôi đâu. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, cái đầu mà ba ạc cái trời ơi, cái ông này. Ông này có 3 đầu 6 tay mọi người ơi. À, trời ơi. Tắt ghê lắm quá trời, ông nói đây. Không lẽ mình thua đây sao? Đâu đâu, chốt. Ui. Đi kêu đi, tao lấy. Bây giờ hãy xem sức mạnh tiếp theo của tôi. Trời ơi, ghê quá. Ủa sao tự nhiên tôi đang chuẩn bị dùng tuyệt chiêu cuối mà sao? Ủa cái gì vậy? Ủa sao hết? Ủa hết 10 phút rồi hả? Ủa Phong Cẩn sẽ biến thành teo như cái que củi này hả? Đúng rồi! Phong Cẩn! Ông đã nghe cho tôi! Tôi phải quá được không? Tôi phải quá được không? Tôi phải quá được không? Sam ơi, Sam! Phong Hương, Sam, Sam! Ai, Sam ơi! Ông đứng lại tôi! Chạy lên! Sam ơi, tha tôi lần này đi mà! Ôi, không có tha gì hết á! Trời ơi, còn văng cái bịch thuốc đó mọi người ơi! Đây là cái tội cho những người dám bắt nạt tôi, bắt nạt bé Cam mọi người ơi. Bé Cam. Ui, quên chị ơi, bé Cam ơi, chị quên em rồi. Trời ơi, quánh lộn không mà quên vậy cứ bé Cam mọi người ơi. Bé Cam ơi, có sao không? Nhớ em quá. Trời ơi, bé Cam kìa. Trời ơi, chị thương dễ sợ luôn. Em có nhớ chị không bé Cam? Nhớ chị không? Trời ơi, trời không nhớ chị luôn hả? Nhớ gì vậy, cứu em luôn á. À, đang tức tao. Trời ơi, bé Cam đang tức, mọi người bị nhốt. Trời, không có nhớ được luôn. Rồi, để chị giải cứu em nha. Trời đất ơi, tội dễ sợ luôn, không có cúp luôn rồi, không sao, mình đào tay luôn. Bé Cam ơi, xuống được không, xuống được chưa? Trời ơi, tôi quên, tôi đào đây mọi người ơi. Đào lộn, đây, chị giải cứu em đi bé Cam ơi. Xuống đây nè, xuống đây. Rồi, đây được chưa, rồi nhảy đầu chị được không? Rồi, trời ơi, mừng quá, em có sao không, Trời ơi, mừng quá, hai chị em mình đoàn tụ rồi đó mọi người. Đây là kết cục cho những người gọi là dám bắt nạt, gọi là bé Cam nhà tôi đó. Còn nguyên này thôi mọi người, đó không cần còn mỗi này thôi, còn một cái nịch đó mọi người. Đó, bạn nào dám bắt nạt bé Cam của tôi là tôi xử lý luôn nha. Nhưng mà mấy bạn fan thì thôi, không có gì hết, còn chỉ có ông Phong là tôi xử lý luôn đó. Bạn fan là để yêu thương đúng không nào? Đó, ok mọi người, thì mình đã gọi là thoát khỏi nhà tù trong cơ thể Phong Cần mọi người. Tuy cái nhà tù này hơi bị quá gì mọi người, nhưng mà rất là lạ đó mọi người. Các bạn thấy nhà tù trong cơ thể Phong Cần như thế nào? Đừng quên comment bởi vì sao biết nha. Và các bạn đừng
đừng quên nha, ngày 11 tháng 6 phim Ghiền Tụ Học Đường tập cuối sẽ ra mắt, các bạn đừng quên đón xem nha, tập đó hơi bị hay nha, đó tôi nhắc hai lần với bạn nào mà không xem là tôi buồn lắm luôn á. Ok, tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn gặp lại, bye bye.